Ở phần đường nơi chỉ dành cho ô tô đi tốc độ tối đa 90 km/h và tốc độ tối thiểu cũng phải là 60 km/h như đường Võ Nguyên Giáp, Hà Nội gần đây xuất hiện thêm một thứ phương tiện thuộc nhóm thô sơ. Những người điều khiển nhóm phương tiện thô sơ này tự trang bị rất kỹ càng từ quần áo, giày, mũ bảo hiểm để bảo vệ bản thân. Các món đồ có trị giá tới hàng trăm triệu nhưng lại chọn những con đường không an toàn để đi. Những phương tiện này được gọi là xe đạp thể thao. Nhóm người điều khiển xe đạp này tự cho mình cái quyền đi vào đường chỉ dành cho ô tô. Nhân danh thể thao nâng cao sức khỏe mà không cần biết đến an toàn tính mạng, có sống được thì mới có thân xác mà nâng cao sức khỏe chứ. Họ coi thường mạng sống của bản thân thì thôi, đi lại còn ngang nhiên ảnh hưởng đến an toàn của những người lái xe khác. Thời điểm những phương tiện thô sơ này chọn để nâng cao sức khỏe thường là từ đêm đến rạng sáng khi trời còn nhá nhem. Lúc này tầm quan sát của các lái xe còn ít nhiều hạn chế. Ở tốc độ cứ cho là tối thiểu 60 km/h, thử tưởng tượng bất ngờ gặp một nhóm như đàn kiến cắm đầu cắm cổ đạp thật nhanh, dàn hàng ngang, đua nhau vượt lên tụt xuống, nhau ra đánh võng và nhốn nháo. Thử hỏi nên xử lý thế nào cho phải? Nếu có lái xe bấm còi hay nhá đèn cảnh báo, thậm chí họ còn nhận về những lời nói khó nghe văng ra từ nhóm người đi xe đạp đắt tiền kia. Video CTV.